Trà dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trà dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bách Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam. Cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo liên bằng giá dê giống ngay dưới mô tả video này. Xin chào các bạn nha, hôm nay tiếp tục là giao dê về Gia Lai nha bạn. Những con dê đã bỏ bao để xong rồi. Ngay đây là những con dê Bách Thảo thuần chủng nha. Hôm nay sẽ giao cho khách nha bạn. Đấy, chuẩn bị sẽ bỏ lên xe khách tham quan nha. Dê đã trồng lọc đầy đủ rồi bạn, dê đẹp thuần chủng nha. Chiều nay sẽ giao dê về tỉnh Gia Lai. Đấy, các bạn có nhu cầu mua dê giống vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nha bạn. Qua số điện thoại 0938 897 099 nha bạn.